này kiếm vô cái hầm chạy mấy cái dạng của chú anh chị à. À, để coi bữa nay thu hoạch coi có nhiều không, mời của chú anh chị theo mình nha. Cái chày kia mình đỏ ở đâu mình quên rồi, giờ cái chày chày cũ không biết chày được không nữa nè, bự quá nó giãn cái gì chày lông của chú anh chị. Còn chày kia chày găng xè chày im lắm, gà nó bự gà, cái gà nhung nó giãn là của chú anh chị ơi. Bự dữ à, bự dính cá nhiều mà chạy nổi không, cái này nó giãn nè. Rồi đi chạy ấp. Bữa nay bữa nào muốn ăn ốc quắn không? Không, quắn thì báo ơi giờ được, ốc quắn thì đầy rồi, bước qua luôn. Còn Nhung nè, đi nè, mày đây gọi đó làm gì vậy? Chúng ta kiếm mớ cá ăn. Ủa nó ụt rồi. Đang hước rồi anh. Chài này không biết dính cá không cô chú anh chị, nó nhẹ hiều à. Cái chài nhờ kia của mình nó lạc nó mất tiêu rồi. Có dính mà ít thôi. Trời ơi, con nào nói chuyện được luôn rồi nè. Trời ơi, đang khoẹt của chú anh chị ơi rồi nè. Có hai cá lồng tông biết nói chuyện luôn rồi. Trời quánh gì. Một cái ương cá sặc cà bán. Không rồi. Có. Con nọng mấy nha. Khi đi nổi. Đi đâu hả đứa thao cho để cá đi đâu hả trời? Cá không? Không có. Xích lại đây. Trời lại. Dính con này. Cái thầy nó nhẹ hiều nhỉnh nè. Rồi rồi xong rồi. Không được để chạy để lại mẹ lên rồi nó nhục chết. Trời ơi cái chạy. Trời cái giọng ra rồi đó. Có. Ôi là trời. Con cá gì lên. Trời mất. Ôi là trời. Ôi trời cái chạy cũng như không. Ông ơi mình chạy cái này nó không ra chạy. Chạy lại cái nữa. Ô trời cá lóc nó chúi kìa kìa kìa. Nó chúi lên sạch lắm luôn. Được mạnh lại dính cái gì luôn đó. Tại vì cái chạy kia mình chạy hàng ngày đó cô chú, là nó bị lạc nó mất tiêu rồi, cái chạy này mình bỏ rồi. Ui. Gì vậy? Cái này là úp mặt xuống. Cái này úp mặt xuống nước rồi con giò của chú vậy. Chắc vậy. Tính đẩy cho mạnh rồi rồi xong luôn rồi. Trời.
rồi. Trời này mắc cười quá. Nhóc phá vậy trời. Rồi đi xuống nhìn nhỏ cô chú ơi. Rồi tám một bên. Đó là mình nhìn trực mắt dữ luôn. Mới rồi. Cái chài này giải không được rồi quý anh chị ơi. Không xong rồi. Nó nhẹ te à. Nó nhẹ te rồi bây giờ nó thêm nó giãn nó bự thôi nè. Có không Dung? Cho giả là đều lên. Vô hai chưa đâm vô cho đâm vô được nè. Giả lên đây nè, giả lên đưa dưới bụng á, rồi chưa? Rồi lên đây nè, mình chơi đây nè, nhóc chơi đây nè. Đi dưới đây nè, tao gãy chứ con. Vô đi dưới đây, cái đầu ở đây nè, rồi được rồi đó, dở lên đi. Dạ. Trời. Xịt ơi. Đó đó, bỏ đó, bỏ đó. Thôi, bỏ từ từ từ, đừng có dở lên đó. Ủa, ủa, hai con cá chà bá luôn nha. Một hai con phi. Này cái hai hai vợ chồng cái con phi. Hai chồng cá. Lấy cái đỏ hả? À, biết chưa? Rồi gọi được rồi đó, được rồi đó. Lên. Ông bể. Đồ cái thứ, cái lấy thứ. Rồi. Cái gì nghe. Rồi. Rồi, lẹ lẹ đi. Hai từ từ rồi đó. Còn giật gì? Còn thấy gì á? Nè, anh nè. Trời ơi, trời ơi. Anh hiền ngô phải bỏ lên xuống cái lớp rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Đường này dài lại. Thấy chưa?
không rồi không rồi. Cái ống nhỏ có dưới cái thạch nữa nè. Thì mấy ống này là ba ống không? Ba rồi, còn ống nữa. Còn ống nữa. Tôi đứng chịu cái thạch nó nói chuyện được luôn. Thì kiếm gì nó vậy? Không nữa đâu ta? Dưới ngoài đó hay gì? Ở đó rồi. Không nữa gì đó. Cái đá này giống là mấy xương. Có té sao? Trời té xuống. Rồi đầu tước cái lá mỏng này nè. Gặp mày. Tước cái lá mỏng ở ngoài. Ồ, ở dưới này nè, hay búa hơn rồi. À, hái đi, tao muốn xương à. Rồi cảm ơn. Ủa chỗ lại chậu cá bự. Ủa chết. Dính không? Dính không phải. Dính. Nhưng mà nó đi ngược vô quá khó. Trời trời, đảm cá quá thằng không. Thôi, giả vô mọi chú coi nè. Mày đá quỷ thằng ơi, cái gì vậy? Có tám. Cái này quá thật. À, được cái nào. Cái này làm bằng thật. Nhung nhỏ quay lại, nhung nhỏ. Quay ra. Trời ơi, dạy dạy nước rồi rút Nhung ơi. Bắt không? Thôi, bữa nào đưa đó. Này con cá. Đừng rút Nhung, đừng rút cả đi. Thôi, có được cái siêu to thấy không Nhung? Chạy vậy. Ôi cái to. Ôi trời.
luôn. Ui. Cái thằng nó nói chuyện rồi, cái thằng nó nói chuyện rồi chứ, quá. Rồi đi qua bên kia, ở đây hết luôn rồi. Giờ kia là mình đi ra luôn được rồi. Đi ra đi ra. Hello, nhìn vậy. Mới học chưa nó tung bay nhảy rồi. Bắt ăn hẳn vô cái hang rồi. Dạ. Có hang là chắc ăn là có đó. Chắc là mình đam mê gì chứ. Bỏ đi cái này. Hai em xơi. Úi giời, dính gì rồi. Úi trời ơi. Là 8, là 3, cả rồi để cái gối. Cả ngoài cá nhỏ cho nó coi nè. Mày đông đông lá, mày đông đông lá. Để bay trong cổng nào. Bay trong cổng nào mãi chứ. Rồi bắt cá mà. Rồi tám gì. Rồi. Rồi. Rồi xíu nữa vô đây rồi rồi. Rồi. Mẹ là nhân ơi. Ủa kìa. Ủa rồi. Gì đâu tùm lưng. Ủa gì đó trời. Nhung nãy dành gì. Ôi. 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 Ừ. Ôi con lá trời rồi. Tám này. Con lá gì vậy. Gì vậy? Cá. Hết hết trơn. Mày nhớ ngồi được con gì? Nhớ ngồi được con gì? Đi hết rồi hả? Đi. Ôi da trời ơi, trời ơi, người tới. Ôi da. Ôi da. Tới gì vậy? Ôi da. Cái đó cá mập. Con cá đứng đầu hàng tới con Phi luôn. Xíu nữa đâm lũng bụng xíu nè. Cô chú thì đánh cá em có rồi ngợp cá chết luôn đâm vô một chú ngợp cá chết nhất luôn đánh lên đi em đi ôi mê quá. Dạ. Yeah. Thì bự quay lớn rồi nè. Đấy coi đó. Ôi cô. Chị vô nữa. Thánh thiện căng ơi cắt lại cho mình. Thank you.
đi à. Ủng quá. Ôi. Rồi. Gì vậy? Cái lóc đi hả? Đi rồi. Sao mà dắt này lép ba cái con cá này ra được, cô chú anh chạy con cá lóc à? Nhung nó làm đi cái đầu tiên rồi.